Cái gì vậy Quyền Dương ơi, về đi con ơi, về đi mà, trời ơi sao mà qua phá vậy. Lần đầu tiên tôi thấy Quyền Dương mà đi phá rồi người khác đó anh em ạ. Này thì qua người ta, nhà người ta này. Ok và hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nè. Thì mình là Huy Đồ Mắt đây, cả gì đây, Alice. Tại sao không đến bảo kê chơi đêm xuống đây ganh tôi làm gì vậy? Thương tôi à, không được đâu nha. Không không. Rồi, thì ngày hôm nay theo yêu cầu của một bạn ở trên kênh của Huy Đồ Mắt, đó là anh bạn ấy kêu mình là hãy làm về vị tướng Lữ Bố. Ok, thì ngày hôm nay tôi đã bích được Lữ Bố rồi anh em ạ. Nhưng mà để bích được cái con tướng Lữ Bố này, tôi đã phải trải qua 2 phút đầu game, và đó là hơi bị căng thẳng đó anh em ạ. Hơi bị căng thẳng với cái thằng Quyền Dương đó anh em. Anh em biết sao không, nên tôi kể cho anh em nghe. Quyền Dương nó ít năm, nó đội bích vậy nè, mà tôi ít 3 anh em ạ. Cho nên tôi nghĩ là mình ít 3 thì mình cứ ít cái vị tướng mình thích thôi, còn ít năm thì chắc chơi đỡ đòn. Không chịu. Cái xong cái tôi bích Lữ Bố anh em, cái nó chửi tôi anh em ạ. Đậu xanh, lần đầu tiên tôi thấy cái thằng nó mấn dối vậy luôn á. Phận ít năm thì support thôi chứ có gì đâu, không support được thì cũng bó tay luôn. Cái xong sau đó tôi im luôn anh em ạ. Kệ ổng, ổng nói gì ổng nói ha anh em. Gặp những cái ông như thế á, thì thôi chúng ta im lặng và cứ chơi đi anh em ạ. Cũng rất là may là có một bạn bích giùm cho Quyền Vương, cho nên là cũng còn gọi là im im, chứ không mà nãy giờ vô trận là chửi tôi từ đầu tới cuối game rồi anh em ạ. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ làm vị tướng Lữ Bố này tặng cho bạn ấy nhé. Và cũng như là tặng cho tất cả các bạn đang xem trên kênh của Huy Đồ Mắt nè. Và nếu như các bạn thấy clip này của mình hay thì các bạn hãy nhớ like, share và subscribe. Đặc biệt là hãy cùng tương tác giúp mình cho kênh mình thật là nhiều người biết bằng cách là share thật nhiều nhé. Ok, cái gì đây, Lữ Bố chạy đâu, chứ một lần 1, chứ một lần 2, chứ một lần 3, hất tung được vị tướng Ngộ Không. Và gần như là Ngộ Không bất lực trong pha giao tranh này, bởi vì bạn ấy đã dùng hết chiêu rồi. Và tôi lên level 4 trước nha anh em. Anh em có thể thấy rằng vừa cái lúc mà tụi mới combo Ngộ Không á, thì một cái lượng đam phải gọi là trà bá lửa ập thẳng như bản mặt Ngộ Không khi tôi vừa dùng chiêu thức và đánh thường nha. Đối với vị tướng Lữ Bố này, sau khi anh em dùng bất cứ một bộ chiêu thức nào, anh em cũng phải đánh thường để cộng thêm đam nha anh em. Đó, và cái bản ngọc ngày hôm nay mình dùng cho vị tướng Lữ Bố á, nó có một chút đặc biệt. Tôi không dùng bản ngọc tốc đánh mà tôi dùng bản ngọc có vật lý xuyên giáp để giúp cho cái lượng đam của Lữ Bố gây ra là cao nhất, và khiến cho team bạn mỗi khi một ai đó áp sát Lữ Bố là phải suy nghĩ thật nhiều nha. Cái gì đây, Ngộ Không lao vào mình combo là rất nhiều đi, nhưng mất máu thì có đâu nào. Và Ngộ Không đã tròn mình chạy về thành công rồi. Mày nhớ mặt tao đó nha. Một hồi tới cân 2 cho mày coi nè. Rồi, nói một chút về cái vị tướng Lữ Bố này. Thì vị tướng Lữ Bố này nó có một cái đặc điểm nó rất là hay, đó chính là chúng ta không thể nào mua bằng vàng ở trong cửa hàng được, mà là quà tặng lần đầu, quà nạp thẻ lần đầu nha anh em. Vị tướng này vừa free mà lại mạnh nữa, và đã được chỉnh sửa sức mạnh, hay nói cách khác là thay đổi cái phong cách chơi trong những phiên bản vừa qua. Chính vì thế, vị tướng Lữ Bố vẫn là một vị tướng rất máu mặt trên đường tà thần. Và mỗi khi có vị tướng Lữ Bố này trong giao tranh thì team bạn sẽ có một chút ngao ngán khi Lữ Bố đạt được chiêu cuối và quẩy trong giao tranh team bạn, khiến team bạn không trở tay kịp nha. Và để giúp cho chúng ta có thể chơi một cách gọi là đánh đòn tâm lý đối thủ, tức rằng là chúng ta đi tới đâu thì làm cho đối thủ sợ tới đó và ngao ngán khi giao tranh với mình. Anh em, thứ nhất hãy farm thật nhiều, thứ hai hãy đến giao tranh thật kịp lúc, đọc map thật kỹ vào xem chỗ nào cần giao tranh, chúng ta tới ngay và ăn mạng. Có vàng có đồ là chúng ta sẽ có sức mạnh, mà có sức mạnh thì team bạn đương nhiên phải sợ hơn rồi, đúng không nào? Đó, đó là một chút chia sẻ của tôi khi mà dùng vị tướng Lữ Bố. Còn về cái cách combo kill của vị tướng Lữ Bố này thì rất dễ thôi anh em à. Đầu tiên anh em dùng chiêu 2 Phương Thiên Quả Kích làm trận tướng địch. Tiếp đó anh em dùng chiêu 1 lần 1, chiêu 1 lần 2, chiêu 1 lần 3. Cái chiêu 1 lần 3 nó có đặc điểm là khi anh em dùng chiêu 1 lần 3 anh em sẽ hất tung tướng địch. Thì anh em lợi dụng điều đó, anh em hất tung tướng địch lên và sau đó là đánh thường và bật chiêu cuối lên tiếp tục quẩy trong giao tranh nhé. Tôi chơi Lữ Bố thì tôi thường đó chính là dùng ma tính để có thể dùng chiêu 1 một cách liên tục. Anh em nếu như mà anh em thích sóc đam thì anh em có thể lên ma chú cho Lữ Bố cũng được, hoặc là anh em có thể lên cho mình cái phù hiệu mà hồi máu đó, phù hiệu gì tôi quên mất tiêu rồi anh em ạ. À. Tôi cũng quên mất rồi, thôi được rồi, để có gì tôi sẽ để ở dưới phần mô tả cái phù hiệu mà vào giao tranh mà khi anh em tích đủ 10 tầng nội tại thì nó sẽ bật hồi máu lên cho anh em nhé. Rồi sorry anh em vì tôi không nhớ được cái phù hiệu đó, tại vì tôi rất là ít chơi phù hiệu đó. Đây anh em có để ý thấy không, khi mà được lính lên cao, Ngộ Không sẽ về thủ.
Và đây cũng là một cái mẹo mình cũng muốn truyền đạt cho anh em, đó chính là khi mà được lớn lên cao á, anh em đừng có dạy mà chạy ra farm nha. Đợi cho nó ra farm trước đi, và chúng ta đợi cho nó dùng skill, sau đó chúng ta nhào vô đập cũng không muộn đâu. Đây rồi, chiêu một tóc biến định hất tung nhưng không được, khoảng cách là quá xa đi. Tiếp tục là theo nát tóc biến chạy được nhưng chưa chạy được hay không. Đây, cái chiêu một lần một, chiêu một lần hai, chiêu một lần ba, hất tung được và mạng nữa đã dành cho vị tướng lưỡi bố rồi anh em ơi. Rất hay và rất đỉnh cấp đến từ vị trí của Huy rồi mắt nhé. Đó, anh em có thể thấy chiêu lưỡi bố nó rất là dễ, nó giống như là chơi Triệu Vân vậy đó anh em ạ. Nhưng mà anh em phải làm sao dùng chiêu hai thật là phải trúng tướng địch nha, thì nó mới gọi là có lợi trong giao tranh được. Và đặc biệt cái chiêu hai này á, nó có đặc điểm là khi mà anh em đánh thường càng nhiều thì cái khả năng hồi chiêu á của chiêu hai nó sẽ giảm đi nha. Ví dụ chiêu hai còn 6 giây, anh em đánh thường nữa đáng ra sẽ là 5 giây đúng không, nhưng không, nó sẽ còn 4 giây. Đó chính là mỗi đòn đánh thường của anh em sẽ giúp chiêu hai hồi nhanh hơn 1 giây nha anh em. Rồi, đó chính là một chút chia sẻ của tôi về vị tướng lưỡi bố. Còn về cái vấn đề bu đồ cho vị tướng lưỡi bố này thì tôi xin phép anh em trong trận đấu này tôi test thử bu đồ hồi chiêu cho lưỡi bố nhé. Đó chính là bu đồ như sau. Đầu tiên anh em lên cho mình cái thương long Guinness, tiếp theo đó chính là giày kiên cường, khí huyền thoại, huân chương trôi, áo choàng băng xá và cuối cùng là giáp hộ mệnh nhé. Đây rồi, cái gì đây, ngăn cản tôi ăn bùa trang có diêu luôn ư? Nhưng tôi có bất tử và chiêu cuối thì tôi không sợ hai bạn đâu. Tiếp tục là quằn quại trong giao tranh, chiêu một lần một cấu đi được máu rất nhiều, chiêu một lần hai và chiêu một lần ba hất tôi được hai người, cưng hai là có thật anh em ơi. Tiếp tục là Phoenix làm cái gì đây, lượng đam và cái lượng tốc đánh của tôi hiện tại là rất nhiều đi, quyền vương bù đam và tôi đã sốc chết ba đứa team bạn trong vòng 10 giây nha anh em. Đúng rồi, và đó là 10 giây và triple kill dành cho lưỡi bố nha anh em. Ok, và nó là một pha cần tìm khá là mãn nhãn đến từ vị trí của lưỡi bố. Và nếu như anh em thấy clip này hay thì hãy like, share và subscribe để giúp cho channel của tôi ngày một phát triển nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ không phá trụ vội. Tại vì sao? Vì khi mà team bạn thấy rằng ở cái một chỗ nào đó mà team họ bị toan đi hai người đó anh em, tức là bị giết hai người đó, thì họ sẽ ngay lập tức lên ganh cái đường đó. Cho nên là chúng ta sau khi mà chúng ta ăn mạng hay là chúng ta chạy thoát được thì chúng ta cắm đầu chạy điên luôn nha. Đừng có đứng lại đó bắt co với tụi nó. Tại vì chúng ta là người vừa mới giao tranh mà chúng ta hết máu với lại skill chưa hồi nữa, mà tụi nó mà tới một cái thôi là anh em không có gì để đỡ hết. Vì thế rằng sau khi giao tranh xong một cái địa điểm nào đó, mình khuyên anh em rằng hãy di chuyển thật nhanh qua địa điểm khác để cho team địch không thể nào bắt được sai mình. Rồi rồi rồi, cái gì đây, cái gì đây, tôi tốc biến lên dùng chiêu một lần một, chiêu một lần hai, chiêu hai, chiêu một lần ba, choáng được hai người đi, ngộ không làm gì đây, lao vào á. Nhưng mà tôi dùng chiêu hai ăn được theo nát nè, tiếp tục là ngộ không nè, này thì cú bồ nè. Cú hả? Cú của đang đầu mày đó. Rồi rồi, cái gì đây, Phoenix sao làm lại thêm pha nữa anh, em có chiêu cuối này anh, chơi anh, trời ơi đam em giữ dần dần lắm anh, đam em giữ dần dần lắm, vào đây theo nát chơi bạn luôn, chiêu cuối vẫn còn khả năng hồi máu là có và cưng hai nữa rồi anh em ơi. Vị tướng lưỡi bố này quá ghê đi, tôi phải nói thật, lần đầu tiên tôi chơi lưỡi bố mà cảm giác nó sướng như vậy luôn á anh em ạ. Cưng tim là quá dễ, quá EZ khi có chiêu cuối nhá. Nhưng mà anh em chơi lưỡi bố anh em đừng cái mắc cái bệnh là cân tim nha anh em, không được đâu anh em à. Lưỡi bố chỉ có thể cân 2 thôi, cân 3 chỉ khi nào mà lượng đồ của anh em và cái lượng vàng của anh em là vượt trội hơn so với tướng địch thì chúng ta mới có thể cân 3 được nha. Vì thế tránh tình trạng cân 3 và cũng tránh tình trạng hộ báo để gây ức chế cho team và khiến cho team bạn dễ dàng lấy một sao hơn nhá. Rồi. Ây da, cái gì đây, theo nát làm gì đó, nhưng mà thôi tôi chỉ hụ thôi, tôi lao ra ngoài nè, lấy đi rất là nhiều skill đến từ vị trí của tướng địch và tôi đã câu kéo thành công cho team mình rồi anh em à. Anh em để ý một chút về cái chiêu một của vị tướng lưỡi bố nha, nó lướt không được xa đâu, nó chỉ lướt qua được những cái bức tường khá là ngắn và mỏng thôi, còn những cái bức tường dài như cái hang tà thần là không có vụ mà lướt qua được nha anh em. Hôm bữa trời ơi, anh em không biết đâu, kiểu như là tôi đang tập chơi lưỡi bố vậy đó, tôi đâu có biết là cái chiêu một của lưỡi bố không thể nào mà lướt qua được những cái địa hình dày đâu. Đây là giống như là cái lưng của hang bùa đỏ này anh em, không thể nào lướt qua được nha. Tôi đang ăn kinh công cái xong cái tôi thấy cái thằng quỷ Triệu Vân đứng núp bụi. Động xanh, tôi định lướt qua tụi anh em mà lướt không được, cái xong cái Triệu Vân nhảy vô nó bổ cái rồi xong mất luôn kinh công anh em ạ. Anh em thấy tụi ông chó không? Vãi thiệt chứ, công nhận có đất cay thiệt. Xong là từ đó là nhớ đời đúng không anh em ạ? À? Nhớ đời luôn á. À, tôi cũng quên nói với anh em nữa, nếu như mà anh em muốn tôi làm thêm về vị tướng nào nữa đó thì anh em hãy comment bên dưới nha. Tôi sẽ đọc hết comment của anh em.
Và anh em muốn tôi làm vị tướng nào thì cứ comment nhiệt tình vào, tôi không ngại đâu. Nhưng mà đừng có bích những cái con tướng mà quá khó, quá cái tầm kỹ năng của tôi. Ví dụ như Perez hay Valentino là đậu xong tôi vô tôi gây ức chế cho tụi em nữa thì nó gọi là không hay nha anh em. Rồi, bây giờ ăn xong con kịch công này có vẻ như là tôi cũng sẽ kết thúc luôn trận đấu rồi thôi anh em à. Bởi vì bên bển lag game rất nhiều, anh em cũng biết rồi đó. Thứ nhất, ồ không, trầu Âu nó lag game, nó đập một cái thôi là đi Mỹ hết anh em à. Thứ hai, Phoenix. Thứ ba, Zeal. Thứ tư, Alice. Và thứ năm, Theonat. Tôi nói thiệt với anh em, với team bạn đúng chuẩn lag game luôn. Team tôi trụ được tới tầng phút này là do team bạn không có sự phối hợp một cách hoàn hảo, cho nên team tôi mới có cái khả năng vượt trội như thế. Chứ nếu như mà team bạn phối hợp rất hay và cái phong cách đánh là hiểu ý với nhau thì tôi nói thật, nãy giờ team tôi ngấm từ lâu rồi anh em à. Kết thúc lúc 8 phút mà chứ không phải là tới tận 11 phút đâu. Vì thế, chúng ta có lợi thế, chúng ta hãy win luôn nha. Tức tôi là chiều một tốc biến nè, nhưng mà có vẻ như là combo này vẫn không được hoàn thành rồi. Tôi bắt đầu dây lì trong giao tranh. Chiều 2, chiều lần 3, khống chế Alice bảo kê được hay không đây? Chắc chắn là không rồi, bởi vì lượng đám của tôi là quá to. Thôi 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 Alice ơi, đừng mà, rồi xong rồi anh em ạ. Vì cái con Alice đó mà phải bỏ mạng, nhưng mà không sao nha. Có vẻ như rằng trận đấu cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Và cũng cảm ơn anh em rất nhiều là bởi vì tới tận thời gian này anh em vẫn ngồi xem clip nhé. Nếu như anh em thấy clip của mình hay thì mình sẽ phép anh em một lần nữa thôi. Hãy cho mình một like, một share và một subscribe. Và đặc biệt là hãy giúp mình chia sẻ clip đến cho mọi người nhé, để mọi người có thể biết mình nhiều hơn và giúp cho channel của mình nó được nổi tiếng hơn nha anh em. Đậu xanh mới làm mà đòi nổi tiếng à. Ok, và cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Tạm biệt mọi người nè. Bye bye. Protect.